Chào tất cả anh em nghệ nhân và anh em cầu thủ đam mê tiếng cô gái. Hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2022, hôm nay mình làm một cái clip để đăng lên cho anh em xem. Con này là một con thỏ mình mới bắt vừa rồi, chiến vừa rồi ngày 24 và 25 tháng 8 mới vừa rồi đây. Này được mấy ngày đây. Con này mình tính là đỡ gọt mồi. Nhưng mà vô tình cũng gặp được cái duyên. Nói chung là anh em cái chơi cua đam mê thì đam mê tiếng cua gáy thì nó cũng là một cái duyên đến với nhau. Đó. Là gặp được anh Tuấn ở Bình Long, nó thuộc và thị xã Bình Long. Đường đi, nói chung là cái đường đi đó là đi đến cửa khẩu Campuchia. Anh đây là ở anh Tuấn ở đó. Thì con này mình chia cho anh Tuấn lại đỡ gọt mồi, cho con này mình đỡ cho anh đó thì mình cũng rất tiếc. Tại vì nói chung là tìm một con cua mà đỡ gọt mồi cũng khó như nè. Nói chung con nào mình cũng bán hết không phải không? Nói chung anh em thông cảm. Và chia sẻ cái đam mê thì con nào mình cũng bán hết. Nhưng mỗi con có mỗi cái giá thành khác nhau. Ví dụ như một con chim hay thì đương nhiên nó phải tố chất nó hay. Đó. Nước non bài bản mình bắt rồi. Chim đẹp thì đương nhiên nó phải phải cao tiền rồi. Còn một con mà chim nước thường thường ví dụ như là nước tiền là yếu nhưng mà nó được nước hậu thì nó cũng cũng được tiền. Nói chung con nào mình cũng bán hết chứ không phải không. Con này là hôm nay mình chưa có đăng. Thỏ này to con nha nè, nó rất to anh em xem, bả lưng cũng như là mồng, coi như là nói chung cũng bộ mặt của nó là rất dữ. Thỏ con này cái âm của nó là rất, nói chung là rất hay, nó phê lắm. Âm của nó tiếng nghe tiếng nó, nói chung cũng 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 hơi hơi bị độc lạ. Con này nó dạng cũng như cắn sấm, nó cũng ngắn, nó dị dạng như thế không. Bà lưng kín anh em xem cái bộ lông gì của nó, đóng rất dày, đóng gấp vậy, nó đóng đến nỗi đóng gì ghê. Còn cường của nó anh em khỏi chơi đâu, mồng mặt rồi cũng như là đó anh em xem. Bộ ngực của nó là khỏi 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 hai bàn à, ngực nô. Con này mình bắt cũng chẳng ăn cũng vậy lắm, nói chung là cũng chẳng ăn cũng vậy. Mình cứ nghĩ là nó sẽ không có đến với mình nhưng mà coi lại cũng là một cái duyên nữa đến với mình. Con này nếu mình coi lại thử như dao long một chân nó ta, để cho nó lên coi dao long chân bên phải nó ta. Đây coi. Đây coi. Ừ, dao long chân chân ta phải không, cũng nó sẽ mờ mờ. Ừ, con này không phải. Không phải trưởng đâu, mình tưởng nó là dao long, không phải. Nhưng mà con này to con, nói chung là nước chơi hay, nước chơi hay. Con này thì cứng cù trong, nói chung là cù trong khá tốt. Nói về đường hậu của em này thì rất là tuyệt vời. Và chiều nay là mình sẽ gửi hai con. Một con đây là đi về cửa khẩu Campuchia gửi vào thị xã Bình Long á, còn một con nữa là đi về Long An. Chiều nay mình gửi hai con, đỡ mình lấy con thứ hai cho anh em xem. Rồi con này là con của chiều nay gửi về Long An này. Con này là con thô pha. Này nếu mà dục lòng mà bỏ chắc đầu đi chắc có thở gù này, nhìn cái mặt nó còn nữa rừng.
rồi hai em. Em đây và em đây. Rồi mình chúc cho hai em là về cho hai chủ mới là hữu duyên nha. Nói chung là nổi mà nhanh mà mau nổi và bắt được nhiều cuộc chiến cho cầu thủ, cho chủ. Mong rằng là hai em sẽ hợp duyên hai chủ mới ha. Rồi chúc hai em chiều nay lên đường. Rồi chúc cho hai anh cũng dồi dào sức khỏe. Anh này quá bên trai. To như con bồ câu nha nè. Quá đẹp. Rồi. Thân chào và tạm biệt tất cả anh em cầu thủ nha.